Cô giáo xin chào tất cả các con. Cô rất vui được gặp lại các con trong bài ngày hôm nay. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các con vòng luyện tập toán V-Olympic chương trình lớp 4. Vòng 7, vòng thi cấp trường. Đối với vòng này sẽ có 3 phần các con cần phải hoàn thành. Phần thứ nhất có tên là đừng để điểm rơi. Yêu cầu của phần này như sau, bạn có một gói quà tương đương với 100 điểm, bạn cần bảo toàn 100 điểm này để về tới đích bằng cách vượt qua các câu hỏi của chương trình. Mỗi câu hỏi bạn trả lời sai, bạn sẽ bị trừ 10 điểm. Game sẽ kết thúc trong các trường hợp sau, bạn vượt qua tất cả các chướng ngại vật, bạn bị trừ hết số điểm hoặc hết thời gian làm bài. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu hỏi số 1, số nào dưới đây có chữ số hàng trăm nghìn là 9? Đáp án số 2. Sẽ có chữ số 9 là hàng trăm nghìn. Câu hỏi tiếp theo, một cửa hàng nhập về 80 thùng dầu như nhau, chứa được tất cả 4.000 lít dầu. Vậy một thùng dầu chứa được bao nhiêu lít dầu? Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là? Ta sẽ lấy 4.000 chia cho 80 và kết quả bằng 50. Và vậy một thùng chứa được 50 lít dầu. Câu hỏi số 3, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, thích hợp vào chỗ chấm, 72.000 chia cho 600, so sánh với 1.200, 72.000 chia cho 600 thì bằng 120 và nhỏ hơn 1.200. Câu hỏi tiếp theo, thương của 46.800 và 400 là 3 chấm, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là... Ta lấy 46.800 chia cho 400 có kết quả bằng 117. Câu hỏi tiếp theo, biết x nhân 22 bằng 159.720 chia cho 30, giá trị của x là? Đáp án là 242. Một sợi dây dài 50m, người ta muốn cắt sợi dây đó thành những sợi dây dài 40cm thì sẽ cắt được bao nhiêu sợi dây? Đáp án là 125. Ta sẽ đổi 50m ra cm và lấy cái số đổi chia cho 40. Câu hỏi tiếp theo, 45.876 cộng 39.124 tất cả chia cho 200 cộng 300 bằng 3 chấm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là ta có kết quả bằng 725. Tổng của 80 số tự nhiên là 2.800. Trung bình cộng của 80 số đó là kết quả là 35. Một cửa hàng có 17.200 lít dầu, cửa hàng đã bán đi 9.840 lít dầu, số dầu còn lại được đựng vào các thùng, mỗi thùng chứa 80 lít, hỏi số dầu còn lại đựng được bao nhiêu thùng? Kết quả là 92 thùng. Câu hỏi cuối cùng, điền số thích hợp vào chỗ chấm, biết A nhân 40 cộng A nhân 50 bằng 40.500, vậy A bằng bao nhiêu? Ta sẽ lấy 40.500 chia cho 90 và có kết quả là bằng 450. Như vậy, cô đã vừa hoàn thành xong phần thi thứ nhất và đạt 100 điểm rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thi thứ hai nhé. Phần thi thứ hai yêu cầu như sau, bạn dùng con trỏ chuột để chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau. Khi chọn đúng hai ô này sẽ ẩn khỏi bảng và hiện ra bức tranh bên dưới. Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc. Bây giờ chúng ta cùng chơi nhé. 1.000 chia cho 20 bằng 50, ta sẽ nối với ô 50. 150 cộng 9 có kết quả bằng 1.590 chia cho 10. Số lớn nhất có một chữ số sẽ là số 9. 608 chia cho 32 có kết quả bằng 1.026 chia cho 54. Và cuối cùng thì hai ô còn lại sẽ nối với nhau và bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hiện ra. Kết thúc phần thi thứ hai, chúng ta cũng đã được 100 điểm rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang phần thi thứ ba của vòng thi cấp trường này nhé. Câu hỏi số 1, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, thích hợp vào chỗ chấm, 900 chia cho 36, 3 chấm, 25. Chúng ta sẽ lấy 900 chia cho 36, có kết quả bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ so sánh với 25 và ở đây là bằng nhau. Câu hỏi số 2, thương và số dư của phép chia 789 chia cho 71
hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị. Chúng ta thấy 789 chia cho 71 có kết quả bằng 11, dư 8 và hơn kém nhau 3 đơn vị. Câu hỏi số 3, giá trị của x thỏa mãn 3504 chia x bằng 73 là? Kết quả là 48. Câu hỏi số 4, giá trị của biểu thức 9856 cộng 6552 chia cho 28 là 10.090. Câu hỏi số 5, khi thực hiện phép chia 2516 chia cho 37, ta được thường là một số có tích các chữ số bằng nhau và kết quả là 48. Câu hỏi số 6, một hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích của hình vuông cạnh 75 cm. Biết chiều rộng của hình chữ nhật là 45 cm, chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu? Đáp án là 340 cm. Câu số 7, một vận động viên đua xe đạp trong 35 phút đi được 17 km, 990 m. Hỏi trung bình mỗi phút vận động viên đó đi được bao nhiêu mét? Chúng ta cần phải đổi 17 km thành 17.000 m cộng thêm 990 m nữa. Sau đó chúng ta chia đều cho 35 phút. Ta lấy 17.990 chia cho 35 sẽ có kết quả bằng 514. Câu hỏi số 8. Một trang trại gà mỗi ngày thu được 3.000 quả trứng. Chủ trang trại chia thành các vỉ để đem bán, biết mỗi vỉ có 12 quả trứng. Vậy chủ trang trại chia được tất cả là? Kết quả là 250 vỉ. Câu số 9. Trong phép chia 2484 cho một số tự nhiên thì có số dư lớn nhất có thể là 34. Thường của phép chia đó là? Đáp án là 70. Câu hỏi số 10. Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 90 m, cửa hàng đã bán đi 1/3 số vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải? Đáp án là 360 m. Câu số 11, cho biểu thức B bằng 97 x 25 cộng 15 x 9 tất cả, chia cho mở ngoặc 2021 trừ 1981 đóng ngoặc cộng 18. Giá trị của biểu thức B là B bằng 82. Câu số 12, kết quả của phép tính 1432 chia 2 cộng mở ngoặc 2345 trừ 25. Kết quả bằng 1876. Câu số 13, một kho chứa 864 kg khoai tây, người ta đã bán được 1/6 số khoai tây ở kho đó. Vậy số khoai tây còn lại trong kho là, ta sẽ lấy 864 chia cho 6 được 1/1 là 720 kg là còn lại. Câu hỏi số 14, người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng học xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế? Đáp án là 16. Câu số 15, nếu lấy số chẵn liền trước 15.098 chia cho 25 thì được số dư là số liền trước mà chẵn thì đó chính là số 15.096 chia cho 25, ta sẽ được số dư là 21. Câu số 16, tìm số tự nhiên x, biết rằng mở ngoặc 33.557 cộng 70.669 đóng ngoặc chia cho x bằng 3. Như vậy, x sẽ bằng 34.742. Câu số 17, biết 23 nhân x cộng 21 nhân x bằng 1.452. Trung bình cộng của x và 11 là 22. Câu số 18, một người đang gói các túi bánh. Mỗi túi gồm 6 chiếc bánh, có tất cả 4.682 chiếc bánh. Vậy người đó gói được tối đa bao nhiêu túi bánh như thế? Chúng ta sẽ có kết quả bằng 780 túi. Câu số 19, giá trị của x thỏa mãn là 60. Câu số 20, người ta đổ đều 165 lít dầu vào 11 can, hỏi mỗi can bao nhiêu lít? 15 lít. Câu số 21, một trường học có 5 khối lớp, mỗi khối gồm 8 lớp, biết trường đó có 2.000 học sinh, hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Đáp án là 50 học sinh. Câu số 22, diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là 2.688 m²,
Nếu giảm chiều rộng đi 2 lần và chiều dài đi 12 lần, thì diện tích mảnh vườn mới là bao nhiêu? Kết quả bằng 112m². Câu hỏi số 23. Có bao nhiêu số tự nhiên A thỏa mãn 121 chia 11 lớn hơn A? 121 chia 11 có kết quả bằng 11. Như vậy, 11 sẽ lớn hơn 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và 0. Như vậy, sẽ có 11 số là A thỏa mãn so với 121 chia cho 11. Câu 24. Với A bằng 14, B bằng 3456, thì số dư trong phép chia B chia A bằng bao nhiêu? Kết quả bằng 12. Câu 25. Một hội nghị có một số khách đến tham dự, biết rằng nếu xếp khách vào 40 bàn thì mỗi bàn có 14 người. Nếu xếp số khách mời đó vào các bàn 16 người thì cần bao nhiêu bàn như thế? Sẽ là 35 bàn. Câu số 26. Một phép chia có số bị chia là 2987 và số chia là 36, thì thương của phép chia đó là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy 2987 chia cho 36 và kết quả ở đây thương sẽ bằng 82. Câu hỏi số 27. Tìm số tự nhiên x biết 12 cộng x nhân 16 bằng 19756. X bằng 1234. Câu số 28. Nếu lấy số lẻ liền sau của 21001 chia cho 92 thì được thương là bao nhiêu? Kết quả bằng 228. Câu số 29. Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, thích hợp vào chỗ chấm 54.000 chia 300 cộng 542 ...1454 trừ đi 680. Đối với hai phép tính này, chúng ta so sánh, chúng ta sẽ điền được dấu nhỏ hơn. Câu 30. Bác Vinh mua 1425 viên gạch để lát nền nhà. Bác dự tính sẽ thừa 125 viên đủ để lát 5m² khu vệ sinh. Hỏi diện tích nền nhà cần lát gạch của bác Vinh là bao nhiêu mét vuông? Đáp án là 57. Câu số 31. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp có 30 gói, vậy có thể xếp 2.000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa 20 gói kẹo? Kết quả là 66 hộp. Câu số 32. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 120? Đáp án là 7.500 chia cho 30. Câu số 33. Một đội đồng diễn lúc đầu xếp thành 30 hàng dọc, mỗi hàng có 16 học sinh. Sau đó số học sinh này xếp thành các hàng ngang, mỗi hàng có 60 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng ngang? Đáp án là 8 hàng ngang. Câu hỏi số 34. Phép tính 877 chia cho 23 có kết quả là thương là 38 và số dư là 3. Câu số 35. Cho số tự nhiên A thỏa mãn 17 nhỏ hơn A nhỏ hơn 19. Khi đó, 116.946 chia cho A có giá trị là 6.497. Câu số 36. Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, thích hợp vào chỗ chấm 4.455 chia cho 45 cộng 270 chia cho 45. Hãy so sánh với phép tính 4.725 chia cho 45. Và ở đây chúng ta sẽ điền được dấu bằng. Câu số 37. Nếu lấy số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia cho số liền sau của 73 thì được thương là 3 chấm và số dư là 23. Kết quả bằng. Kết quả là 136. Câu số 38. Một kho chứa 26.010 kg thóc. Đợt 1 người ta bán được 1/3 số thóc trong kho ban đầu. Đợt 2 người ta bán được 1/6 số thóc trong kho ban đầu. Đợt 3 người ta bán được 1/5 số thóc trong kho ban đầu. Hỏi sau 3 đợt thì trong kho còn lại bao nhiêu kg thóc? Kết quả là 7.803 kg. Câu số 39. Một máy bơm trong 72 phút bơm được 13.104 lít nước vào bể. Hỏi trung bình mỗi phút máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít nước?
Đáp án là 182. Câu số 40. Biết x nhân 29 bằng 928. Số liền trước của x là 31. Câu số 41. Số dư trong phép chia 965 chia cho 17 là 13. Câu số 42. Biết x nhân 97 bằng 2425. Đáp án là 25. Câu số 43. Một phép chia có số bị chia là số bé nhất có 5 chữ số khác nhau và số chia bằng 25. Số dư của phép chia đó là? Số dư sẽ là 9. Câu số 44. Tìm số tự nhiên x, biết x nhân 37 bằng 2701. Ta sẽ lấy 2701 chia cho 37, kết quả bằng 73. Câu số 45. Biết x, y thỏa mãn 18 nhân x bằng 1728. Y bằng x nhân x chia cho 48. Khi đó y sẽ bằng, ta phải tìm được x, sau đó lấy kết quả của x chia cho 48 và đáp án là 2. Câu số 46. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 864m², chiều dài là 36m, tính chu vi mảnh đất đó. Bây giờ diện tích hình chữ nhật là dài nhân rộng. Ta sẽ lấy diện tích chia cho chiều dài và kết quả sẽ ra được chiều rộng. Câu hỏi số 47. Có hai kho gạo. Kho 1 chứa 2.348 kg gạo. Kho 2 chứa 1.862 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho sẽ chứa là 2.105 kg. Câu số 48. Một bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 9.072 nan hoa thì lắp được bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh? Mỗi một chiếc xe đạp thì có 2 bánh và kết quả là bằng 126. Câu số 49. Vườn cây ăn quả nhà bác Minh có 800 cây các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng có 50 cây. Câu số 50. Một phép chia có số bị chia là số lớn nhất có 6 chữ số và số chia bằng 37. Thường của phép chia đó là số lớn nhất có 6 chữ số. Đó chính là 99.999.999 chia 37 bằng 27.027. Câu số 51. Một trường học có một số ghế, biết rằng nếu xếp số ghế đó thành 60 hàng thì mỗi hàng có 25 ghế. Nếu xếp số ghế đó thành 75 hàng thì mỗi hàng sẽ có 20 ghế. Câu số 52. Kết quả của phép tính 53.729 chia cho 13 sẽ có kết quả là bằng 4.133. Câu số 53. Biết tổng của 32 số tự nhiên bằng thương của phép chia 36.448 chia cho 17. Khi đó trung bình cộng của 32 số tự nhiên đó là 67. Câu số 54. Một cửa hàng có 17.500 lít dầu, cửa hàng đã bán được 9.540 lít dầu. Số dầu còn lại được đựng vào các thùng, mỗi thùng chứa 40 lít. Hỏi số dầu còn lại đựng vào bao nhiêu thùng? Đáp án là 199. Câu số 55. Cho hình chữ nhật có diện tích là 918cm² và chiều dài là 54cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là? Ta sẽ đi tìm chiều rộng và kết quả là bằng 142cm. Câu số 56. Biết x nhân 37 bằng 888. Khi đó x sẽ bằng 24. Câu số 57. Tìm số tự nhiên A, biết 40 nhân A cộng 100 nhân A bằng 70.000. Lúc này ta sẽ lấy 70.000 chia cho 140 và A sẽ bằng... Bạn nào đã có kết quả rồi? A sẽ bằng 500. Câu số 58. Một cửa hàng có 3 tấn gạo đựng đều trong các bao, mỗi bao chứa được 40kg gạo. Tuần thứ nhất cửa hàng bán được 14 tạ gạo, tuần thứ hai bán hết số gạo còn lại. Hỏi tuần thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn tuần thứ nhất bao nhiêu bao gạo? Chúng ta cần phải đổi 3 tấn gạo ra 3.000kg, đổi 14 tạ gạo thành 1.400kg và lúc này chúng ta sẽ tìm ra được tuần thứ hai sẽ bán được bao nhiêu kg. Và đáp án ở đây chúng ta sẽ thấy là tuần thứ nhất sẽ bán được 35 kg. 35
bao và tuần thứ 2 bán được 40 bao. Như vậy, tuần thứ 2 sẽ bán được nhiều hơn tuần thứ nhất là 5 bao gạo. Câu số 59. Hai số có tổng bằng 123.678 và hiệu bằng 21.786 thì số lớn sẽ bằng, ta sẽ lấy tổng cộng với hiệu chia cho 2. Đấy là cách tìm số lớn. Còn cách tìm số bé thì ta sẽ lấy tổng trừ đi hiệu và chia cho 2. Như vậy kết quả sẽ bằng 72.732. Câu số 60. Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 600 km. Một xe tải đi được 1/24 quãng đường này. Xe tải đó đã đi được. Chúng ta lấy 600 chia cho 24 và kết quả là bằng... Bạn nào đã ra được kết quả rồi? Đó chính là 25 km. Câu số 61. Cho A bằng 3.400, B bằng 3.500 chia cho 70. Khi đó, A chia cho B có giá trị bằng bao nhiêu? Đầu tiên, chúng ta phải đi thực hiện phép chia ở B để tìm ra được B. Sau đó, ta lấy A chia cho B, kết quả bằng 68. Câu số 62. Cho phép tính 48 nhân x bằng 720, giá trị của x sẽ là 15. Câu số 63. Nếu lấy số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia cho số liền trước của 66 thì được thương là 157 và số dư là bao nhiêu? Đáp án là 29. Câu số 64. Kết quả của biểu thức 3.256 nhân 22 trừ 35.964 chia cho 18 là... Có bạn nào đã ra kết quả nhanh hơn cô? À, đó chính là 69.634. Câu số 65, thương của 10.440 và 72 là bao nhiêu? Chính là 145. Câu số 66, một cửa hàng bán các ba lô cùng loại. Ngày thứ nhất bán được 4 chiếc ba lô. Ngày thứ hai bán được 7 chiếc ba lô. Ngày thứ ba bán được 12 chiếc ba lô. Tổng số tiền cửa hàng thu được sau 3 ngày bán là 2.760.000 đồng. Giá tiền của mỗi chiếc ba lô đó chính là 120.000 đồng. Câu số 67. Cho phép chia 2.052 chia cho 76. Bạn Hùng tính được thương là 72, bạn Hiền tính được thương là 27 và bạn Hiền đã nói đúng. Câu số 68. Hai số có tổng bằng 225.774 và hiệu bằng 12.768 thì số bé bằng, ta sẽ lấy tổng trừ hiệu chia cho 2 và có kết quả bằng bao nhiêu hả các em? Đáp án là 106.503. Câu số 69. Nếu lấy 90 nhân với một số thì được số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số. Số đó chính là số nào? Kết quả là 110. Câu số 70. Một đội làm đường hoàn thành 3.500m đường trong một tuần. Biết rằng mỗi người một ngày làm được 10m đường. Hỏi đội đó có bao nhiêu người? Đáp án là 50 người. Câu số 71. Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ hơn 130? Đáp án là 1.940 chia cho 20. Câu số 72. Cho một phép chia hết, trong đó số bị chia là số tròn trục. Nếu xóa chữ số 0 ở tận cùng số bị chia thì thương mới giảm bao nhiêu lần so với thương cũ? Và đáp án đó chính là giảm 10 lần. Câu số 73. Người ta xếp 832 quả trứng vào 64 khay. Như vậy, mỗi khay sẽ chứa 13 quả trứng. Câu số 74. Một cửa hàng ban đầu có 3.456 kg gạo. Ngày thứ nhất, cửa hàng bán được 1/48 số gạo ban đầu. Ngày thứ hai, bán được 1/36 số gạo ban đầu. Hỏi cả hai ngày, cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? Kết quả là 168 kg. Câu số 75. Mẹ cho Linh 108.000 đồng để mua vở. Biết một quyển vở giá 12.000 đồng. Hỏi Linh có thể mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển vở? Đáp án là 9 quyển. Câu số 76. Gọi A là số liền sau của 485. Khi đó A chia 27 bằng số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 18. Câu số 77. Một tổ công nhân sản xuất được 660 sản phẩm. Mỗi ngày họ làm được 55 sản phẩm. Vậy họ hoàn thành công việc trong 12 ngày.
Câu số 78, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, bằng thích hợp vào chỗ chấm cho biểu thức A bằng 1836 trừ 462 chia cho 21. Khi đó A sẽ nhỏ hơn 1815. Câu số 79, có 120 hộp đựng bút như nhau. Từ mỗi hộp đó người ta lấy ra 4 bút thì số bút còn lại ở trong 120 hộp đúng bằng số bút có trong 88 hộp nguyên ban đầu. Vậy ban đầu mỗi hộp sẽ có là 15 bút. Câu số 80, một phép chia có số bị chia là số liền trước của 2824 và số chia là số liền sau của 34 thì sẽ có thương là. Kết quả là 80. Câu số 81, một người đi xe đạp trong 72 phút đi được 23 km 400m. Hỏi trong 48 phút người đó đi được bao nhiêu mét? Bây giờ chúng ta cần phải đổi km ra mét và có kết quả là 23.400m. Chúng ta chia đều cho 72 phút và sau đó chúng ta lại lấy số đó chia đều cho 48 và kết quả là 15.600. Câu số 82, cho phép chia 123 chia cho 14. Bạn Linh nói số dư của phép chia trên là 11. Bạn Lan nói số dư của phép chia trên là 12. Hỏi bạn nào nói đúng? Và ở đây chúng ta thấy bạn Linh sẽ là người nói đúng. Câu số 83, tìm số tự nhiên x thỏa mãn x nhân 12 cộng 56 bằng 500. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy x nhân 12 bằng 500 trừ 56 có kết quả bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ chia tiếp cho 12 và ở đây chúng ta sẽ tìm được x bằng 37. Câu số 84, người ta thả 6.379 con vịt vào chuồng, mỗi chuồng có 9 con vịt, số chuồng nhiều nhất mà có đủ 9 con. Kết quả là 708 chuồng. Câu số 85, thương của phép chia 375 chia cho 15 là đáp án là 25. Câu số 86, người ta dự định xếp 192 tấn hàng lên các toa xe lửa để vận chuyển đi nơi khác. Nếu mỗi toa xe chở được 16 tấn thì cần bao nhiêu toa để chở hết số hàng đó? Đáp án là 12 toa. Câu số 87, một công ty có đơn hàng là 35.904 chiếc bút bi, người ta đã làm được 1/32 số bút bi. Hỏi họ cần làm thêm bao nhiêu chiếc bút bi nữa để hoàn thành đơn hàng đó? Chúng ta sẽ lấy 35.904 chia cho 32 là ra số đã làm được và sau đó chúng ta trừ đi số làm được là ra số cần phải làm. Câu số 88, một hình chữ nhật có diện tích là 1920 cm², chiều dài của hình chữ nhật đó là 80 cm², vậy chiều rộng của hình chữ nhật đó là, ta sẽ lấy diện tích chia cho chiều dài là ra chiều rộng bằng 24 cm. Câu số 89, tìm số tự nhiên x, biết x nhân 2 cộng x nhân 9 bằng 209 và kết quả x bằng 19. Câu số 90, kết quả của phép tính 1150 cộng 203 đóng ngoặc chia cho 11 cộng mở ngoặc 554 cộng 566 đóng ngoặc chia 5 chia 7. Chúng ta sẽ thực hiện tất cả các cái phép tính ở trong ngoặc trước. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Câu số 91, kết quả của phép tính 636 chia cho 12, kết quả bằng 53. Câu số 92, lớp 4A có 45 học sinh đã thu được 33.750 gram giấy vụn. Vậy trung bình mỗi học sinh thu được bao nhiêu gram? Chúng ta sẽ lấy tổng số chia cho 45 và ra kết quả là 750 gram. Câu số 93, nếu số bị chia là 68.392 và số chia là 66 thì số dư của phép chia đó là, ta sẽ lấy 68.392 chia cho 66, thương là bao nhiêu và số dư là bao nhiêu thì lúc đấy chúng ta sẽ tìm ra được số dư của phép tính chia trên. Và đáp án ở đây là 16. Câu số 94, biết x cộng 5 bằng 29, giá trị của biểu thức A bằng 384 chia x là, chúng ta sẽ lấy 384 chia cho 24 và kết quả là 16.
Câu số 95. Một trường tiểu học có 5 khối lớp, mỗi khối lớp gồm 5 lớp. Biết trường đó có 1.200 học sinh, hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Chúng ta thấy là ở đây chúng ta nhân ra được là thành 25 lớp. Chúng ta sẽ lấy 1.200 chia cho 25 và kết quả là bằng 48 học sinh. Câu số 96. Chia một hình chữ nhật lớn thành 800 hình vuông nhỏ có diện tích bằng nhau. Biết hình chữ nhật lớn có diện tích là 20.000 cm², diện tích mỗi hình vuông đó là, ta sẽ lấy 20.000 m² chia đều cho 800 hình vuông và kết quả là 25 cm². Câu số 97. Thường của phép chia 567 chia cho 21 là, kết quả ở đây là 27. Câu số 98. Người ta xếp đều 714 bộ bàn ghế vào phòng học. 34 phòng học, hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế? Đáp án là 21. Câu số 99. Phép tính nào dưới đây là sai? Phép tính là sai. Đó chính là phép tính 1997 chia cho 25 bằng 79 dư 21. Và đáp án ở đây là phải dư 22. Câu cuối cùng, câu số 100. Người ta xếp những gói kẹo vào 51 hộp, mỗi hộp chứa 65 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 85 gói kẹo thì cần bao nhiêu hộp để xếp vừa hết số kẹo đó? Chúng ta sẽ lấy 51 x 65 được kết quả bao nhiêu, sau đó chúng ta sẽ chia cho 85 và ở đây là kết quả bằng 39.